Vậy là trong tất cả các loại hình dạng này chúng ta hay gặp thì cái loại mà tiên lượng tốt nhất nó là loại bolide này, cái loại U một con cú mà cái chân nó dài này thì mình dễ xử lý nhất, và cái chân nó ăn cũng rất là một cái vùng diện tích rất là nhỏ, còn những cái loại như bên phía bên này chân nó rộng và nó xâm lấn rất là dữ, cái này là tỷ lệ tái phát rất là nhanh đấy. Đó thì trong cái ung thư tế bào nhiễm tiếp đó, thì có nhiều loại tế bào, trong lớp tế bào nhiễm tiếp thì có nhiều loại cái tế bào, khi người ta đọc dấu bệnh nó có nhiều tế bào. Đó thì trong đó là cái ung thư mà loại tế bào nhỏ đó, là tiên lượng xấu nhất, nhớ như vậy. Đấy. Còn những loại tế bào khác thì tiên lượng nó tốt hơn. Đó thì về học về ung thư ấy, thì chúng ta cần nắm những gì? Đầu tiên đó là chúng ta phải biết về cái định nghĩa. Thứ hai là chúng ta biết cái loại tế bào gây ung thư. Và thứ ba chúng ta phải biết cái tần suất là cái mà cái dịch dịch tễ đó nó xảy ra, để chúng ta biết mà chúng ta để có những cái kế hoạch phòng ngừa, phát hiện sớm. Và những cái yếu tố nguy cơ để chúng ta, khi chúng ta học chúng ta biết những yếu tố nguy cơ thì chúng ta mới giúp được người bệnh tránh xa được. Ví dụ như là chúng ta biết là nó hay gặp ở người hút thuốc, thì chúng ta khuyên họ là không nên hút thuốc chẳng hạn như vậy. Đấy. Đó thì như hồi nãy tôi đã nói rồi, cái phần dưới tận ngay chỗ đại cương á, thì cái tỷ lệ nam nữ á, thì người ta thấy là nếu như nghiên cứu trên một cái cộng đồng rộng thì nó lại không có chênh lệch là nhiều, nhưng nam giới là thường làm những yếu tố như rượu bia này, ăn thịt đỏ này, rồi làm ở những cái công trình sơn xe này đấy, thì nó thấy là tỷ lệ chênh lệch. Nhưng mà khi mà phụ nữ bị thì tiên lượng là thường là nó nặng nề hơn nam. Tôi ví dụ khi chúng ta can thiệp cũng vậy, ví dụ như là nếu như mà ở nam giới có một cái u bàng quang xâm lấn thì chúng ta có chỉ định là gì, cắt bàng quang trực căng, chúng ta cắt toàn bộ bàng quang, sau đó chúng ta làm bàng quang bằng ruột. Thì ở nam giới chúng ta chỉ cắt cái bàng quang thôi, nhưng mà ở nữ giới á, nếu mà mình chỉ cắt bàng quang không thì không thể nào tạo hình bằng ruột, tại vì nữ giới lại còn thêm xuất hiện một hai cái buồng trứng, hai cái vòi trứng, và thêm cái tử cung nữa, nó nằm ngay vị trí đó nữa, là chúng ta không thể đưa cái ruột xuống mà nối vào dưới cái niệu đạo được. Như lại là chúng ta phải cắt luôn cả tử cung, buồng trứng, vòi trứng, như vậy là cái phẫu thuật rất là nặng nề. Và nên là phẫu thuật của phụ nữ khó hơn ở nam giới rất nhiều, và tiên lượng rất là xấu. Nhưng mà khi chúng ta tàn phá, chúng ta cắt hết tất cả những thứ, thì cái thời gian mổ lâu này, thời gian mình minh nhân gây mê lâu này, thời gian chúng ta làm rơi vãi tế bào ung thư ra tất cả những cái khoang này nhiều hơn ở nam. Đấy. Cùng tuổi á, thì người ta cái bài này thì nó cũng khá lâu rồi, nên bây giờ thì cái tuổi trong này thì người ta nói là tuổi lớn, nhưng mà thật ra bây giờ lứa tuổi trẻ mình vẫn gặp bình thường, trong lâm sàng thậm chí mười mấy tuổi mình vẫn gặp đấy. Nên là cái tỷ lệ cái tuổi bây giờ thì nó không có chênh lệch này. Thế thì về biểu hiện lâm sàng của bệnh lý này nó rất là nghèo nàn, thậm chí là để cho chúng ta sẽ không không để ý tới. Như vậy là khi mà bệnh nhân đến với mình thường là đã giai đoạn nặng rồi, thường thì bệnh nhân chỉ có đái máu thoáng qua thôi, có nghĩa là đái máu tự hết, có nghĩa là tình cờ trong một lần nào đi tiểu đó người ta thấy nước tiểu mình. Mấy khi là nếu chúng ta ở nhà hay thế nào thì chúng ta cũng để ý tới với màu sắc nước tiểu, thậm chí chúng ta đi đến trường, đi đến cơ quan, nhiều lúc là chúng ta cũng không có quan tâm tới cái màu nước tiểu, và như thế nên là nó thoáng qua và nó tự hết. Nên nhiều lúc là để làm cho người bệnh không để ý tới. Như vậy là khi mà đã có những cái triệu chứng xâm lấn nặng, ví dụ đau hoặc là tiểu máu kéo dài, thì lượng hoặc là đau vùng chậu do di căn xương, hoặc là do di căn hạch chèn ép làm phù chân, thì lúc đó người ta đến với mình thì đã là giai đoạn xâm lấn, giai đoạn đã ăn ra khỏi bộ quan rồi. Như vậy là cái triệu chứng đái máu thoáng qua và tự hết, không có đi kèm triệu chứng đau hoặc cái gì cả, làm cho người bệnh
rất chi là không để ý tới. Như vậy là vì cái triệu chứng đó nên là khi chúng ta khám bệnh, khi người ta có triệu chứng thì mình phải hỏi trong thời gian qua có bao giờ anh thấy đái máu và sau nó tự hết và không cần uống thuốc gì cả không, để mình phải cái triệu chứng đó là đái máu thoáng qua. Thì như cái phần hồi nãy phần đại cương cũng đã giới thiệu, đó là về những nguyên nhân mà gây ra cái bệnh lý ung thư. Tới bây giờ nguyên nhân thì để mà nói nguyên nhân á, thì tới bây giờ thì người ta vẫn không biết chính xác là cái gì gây ra ung thư cả, nhưng trong đó có những yếu tố nguy cơ, thì những yếu tố nguy cơ đó người ta gọi là nguyên nhân. Nhưng ví dụ như là nói là hút thuốc lá gây ung thư phổi, nhưng thực ra có nhiều người hút từ, thậm chí có nhiều thời mấy ông già ngày xưa ông hút từ 11, 12 tuổi bắt đầu là ông đã hút thuốc rồi, tới bây giờ từ ông 8, 90 tuổi một lúc vẫn chả có sao mà đấy. Như vậy nhưng mà người ta thấy là khi thống kê lại trong một cái quần thể về ung thư phổi thì thấy thì tiền sử ở những người này là có và hút thuốc lá. Như vậy là hút đó là một yếu tố nguy cơ chứ không phải là nguyên nhân. Thì ở đây cũng vậy đó, thì như đã nói nãy là nhìn lại những người mà làm trong cái môi trường công nghiệp mà có những cái vòng bên danh thơm với sợi sơn rồi thục da rồi đó, dệt rồi đó, thì cái gì mà liên quan tới màu sắc phẩm màu đó, thì cái đối tượng này em bị rất cao. Và cái đối tượng này là thường thường ở nam giới nên nó làm cho cái tỷ lệ bệnh ở cái nhóm này nó về cao hơn nữ đấy. Nhưng mà nó không có nghĩa thống kê. Tại một quần thể khác, ví dụ đâu phải là chỗ nào cũng có sơn cả, chỗ nào cũng có công nghiệp cả, đặc biệt là nó xảy ra ở những vùng nơi có cái khu công nghiệp. Ngoài ra thì hút thuốc lá là cũng một trong những cái nguy cơ làm cho cái tăng cái nguy cơ ung thư đúng không? Và người ta thậm chí là người ta nghiên cứu là người ta thấy là có những cái riêng cái chỗ mà cà phê thì trong một vài cái tài liệu thì người ta nói cà phê cũng là một cái chất kích thích có thể là gây ra cái này, nhưng mà nó cũng có một cái tài liệu chứng minh. Nhưng mà có những cái là người ta nghiên cứu nói, cà phê là tốt cho tim mạch đấy, rồi có những nghiên cứu người ta thấy là từ cái cà phê là một công cái mà người ta nghiên cứu từ rất lâu đời, người nghiên cứu rất nhiều rồi, nhưng mà chưa có một cái bằng chứng nào xác đáng nó là một chất kích thích có thể gây ra những bệnh lý ung thư. Như thế này, mình tốt nhất là chúng ta không nên uống cà phê quá đậm, chúng ta nên uống cà phê loãng, đúng không? Chúng ta thấy ở nước ngoài có đời nào người ta uống cà phê phin như Việt Nam mình đâu, người ta uống cà phê kho. Cà phê kho là người ta cho một cái nắm cà phê vào một cái túi và người ta cho vào trong một cái đồng nước, người ta nấu, người ta uống rất là loãng, uống trong ngày đấy. Thì cái hàm lượng cà phê nó lượng có nhưng mà nó không cao như chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn như vậy, không biết có phải như thế không, chúng ta thấy ở cái nguồn thể ung thư ở những cái nước mình nó thì nó rất là cao hơn những nước khác. Thì như đi nước ngoài uống cà phê là rất là chán, nó không có mùi vị gì cả, mình quen này, uống đậm đặc quen này. Thì nhưng mà tất nhiên nói như vậy nhưng mà nó không có bằng chứng gì cả, nói để nói và nghe để hiểu nó chia sẻ vậy thôi, chứ còn nó chưa có một cái nghiên cứu nào trên thế giới hay là có một cái tác giả nào chứng minh được là cà phê là gây ra bệnh cả. Mà thậm chí có những tác giả còn sùng bái là nói cà phê là tốt cho sức khỏe nữa cơ, nếu chúng ta uống đúng cách. Một cái nữa trong bệnh lý ung thư thì chúng ta phải cần nắm là chúng ta nên nhớ là người ta thấy là nói về di truyền thì không ai khẳng định là ung thư có di truyền, nhưng người ta thấy là nó có yếu tố gia đình đấy, nó có yếu tố gia đình đấy. Như vậy là trong gia đình mình phải, khi là trong lời bệnh án mình thấy có cái câu là tiền sử bản thân tiền sử gia đình, thì với những bệnh nhân mà trong gia đình có họ hàng cô chú bác rồi cha mẹ mà có vấn đề về bầu quan thì những đối tượng đó cũng nên cần phải đưa vào một cái và quản lý để quản lý cho nó, để phát hiện kịp thời sớm. Đó thì cái bệnh lý ung thư thì nó thường giống với cái gì, ví dụ như là bây giờ ung thư bàng quang chủ yếu là nó là tiểu máu, nhưng mà chúng ta thấy trong viêm bàng quang cũng tiểu máu, trong sỏi thận sỏi niệu quản sỏi di chuyển cũng tiểu máu, trong ung thư thận đó, nó gây chảy máu từ bể thận xuống niệu quản xuống bàng quang cũng chảy máu,
mà đặc biệt là ung thư tế bào biểu thận thì nó gần như là ung thư bàng quang cũng là ung thư tế bào trực tiếp đấy, rồi những cái chấn thương thận, chấn thương niệu quản cũng chảy máu, nhiễm trùng cũng chảy máu, như vậy là chúng ta phải cần loại trừ đấy. Thế thì tới khi phần chẩn đoán thì chúng ta sẽ đi sâu hơn. Thế thì về xét nghiệm lâm sàng thì có đầu tiên là chúng ta phải là xét nghiệm về cái phân tích tổng phân tích nước tiểu. Khi người ta khai với mình là đi tiểu ra máu thì làm sao là trong đầu mình phải nghĩ là cái này là tiểu ra máu bệnh lý hay là cái màu đỏ gì ở trong nước tiểu. Như vậy là chúng ta phải thuộc lại cái bài đó là màu sắc nước tiểu, rối loạn màu sắc nước tiểu. Thế thì bệnh nhân đi tiểu màu đỏ, màu máu có màu đỏ thì chúng ta phải làm thế nào đó để coi thử là có hồng cầu trong nước tiểu hay không. Như vậy thì chúng ta phải làm tổng phân tích nước tiểu để coi thử là có nước tiểu hay không. Nếu như chúng ta thấy bệnh nhân khai ra tiểu màu đỏ nhưng mà chúng ta xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu không có hồng cầu thì chứng tỏ là cái màu đỏ đó không phải là máu. Đấy. Trong một thời gian dài người ta cũng đã cố gắng đi tìm những cái marker về cái ung thư bàng quang nhưng mà tới bây giờ thì cũng chưa thấy là có một cái marker nào, ví dụ như là để gợi ý thôi, ví dụ như là trong ung thư gan thì có cái alpha fetoprotein, trong ung thư tiền đình tuyến có cái beta, thì ngược lại ở trong cái ung thư bàng quang thì tới bây giờ vẫn chưa thấy một cái marker nào, thì cũng đang nằm trong một cái quá trình nghiên cứu. Thế thì đây là một cái hình ảnh về hình ảnh học. Khi đây là một phim chúng ta chụp CT đây, chúng ta nhận hình lại đây. Chúng ta thấy là khi chúng ta chụp thuốc vào thì thuốc ở thận xuống niệu quản và đây là cái bàng quang. Thì chúng ta thấy là cái bàng quang thuốc mà có màu trắng ở bên cái chỗ cái mũi tên màu đỏ có cái màu đen. Như vậy là chứng tỏ ở vị trí đó có một cái thành nó có cái gì nó lồi ra, nó chiếm chỗ, nó làm cho thuốc nó không láng đều hết được cái bàng quang. Nhưng mà chúng ta nghi ngờ. Thế thì trong tất cả các xét nghiệm á thì bàng quang là một cái tạng rất là nông và ở đó nó không có bị ruột che khi bàng quang căng. Như vậy là để mà kiểm tra cái bàng quang á thì chúng ta cho bệnh nhân uống nước và nhịn tiểu, và cái bàng quang nó căng lên nó đẩy cái ruột lên phía trên thì chúng ta khảo sát cái bàng quang cực kỳ dễ, nó nằm sát ở cái da thành bụng. Như vậy là đối với bàng quang thì trong đó là không có gì là khó, về xét nghiệm không có gì khó cả. Một cái siêu âm là đơn giản là chúng ta phát hiện được tất cả mọi thứ. Trong những trường hợp khó quá thì chúng ta mới chụp CT hoặc là MRI. Thế thì chụp CT á để làm gì, không phải để mục đích là ta khảo sát cái u đó, mà chụp CT là chúng ta để đánh giá những cái tổn thương lân cận, ví dụ gây thận u nó chèn ép vào niệu quản, nó làm cho niệu quản ứ dịch, thận ứ dịch đấy, thì đó là cái những cái mà chúng ta mong muốn. Nếu mà để chẩn đoán xác định thì với cái bàng quang thì cái xét nghiệm mà gọi là có giá trị nhất đó là nội soi bằng bằng quang chẩn đoán, thì nó là một cái thủ thuật xâm lấn, nhưng với cái soi bàng quang thì chúng ta cũng không cần phải là gây tê hoặc gây mê, và chúng ta chủ yếu là gây tê tại chỗ thì có thể thực hiện được cái thủ thuật này. Thế thì khi chúng ta đưa cái máy soi bằng quang vào thì chúng ta quan sát hai cái lỗ niệu quản, coi thử là có nước tiểu ở trên niệu quản nó đi xuống nó màu gì. Vì khi chúng ta muốn soi bằng quang thì chúng ta phải cho nước vào trong quang căng lên, như vậy là nước trong quang có màu trắng, nếu như mà có máu mà chảy từ hai lỗ niệu quản xuống thì chứng tỏ là cái đáy máu đó không phải là đáy máu từ quang mà có thể là đáy máu từ từ thận xuống đấy. Rồi trong quá trình soi bằng quang chúng ta có thể là coi thấy được những tổn thương bằng quang, có thể là thấy những cái khối u ở trong bằng quang, thấy những cái túi thừa trong bằng quang, có thể thấy sỏi trong bằng quang, hoặc là thấy những cái tổn thương viêm bằng quang, thì đó là những cái để giúp chúng ta chẩn đoán. Thì đây là một cái hình ảnh có nhiều cách máy soi, có máy soi cứng và máy soi mềm, thì tùy mà cái trang thiết bị mà chúng ta có thể là can thiệp. Nhưng mà với soi bằng quang thì ống soi cứng thì vẫn tốt hơn là ống soi mềm, tại vì ống soi mềm nó cái khẩu trường của cái ống soi nhỏ hơn, còn cái soi bằng quang cứng là cái ống soi nó to mà chúng ta quan sát rất là dễ. Thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy là những hình ảnh đâu ở trong bằng quang đây, chúng ta thấy là
bên cạnh đây là cái u nó nằm ở trong cái túi thừa hang hóc này, còn cái u này nó ngủ ra rất là nhiều. Cái u này là dạng có cuốn đấy. Đấy, chúng ta thấy đây là một cái vài cái hình ảnh đi soi bằng qua chúng ta sẽ thấy y như này. Thế thì trong cái bệnh lý ung thư phổi ấy, thì người ta hay là nó có một triệu chứng rất là tàn phần phổi, thì người ta lấy cái dịch màng phổi là chúng người ta đi tìm chất màu lạ trong cái dịch màng phổi, người ta gọi là cell lock, là đi tìm tế bào trong cái lock nước tiểu, dịch màng phổi. Thì trong cái ung thư bàng quang á, thì người ta lấy nước tiểu để khảo sát để tìm tế bào, nhưng mà cái này cái tỷ lệ dương tính nó rất là thấp, nên là người ta không có cái xét nghiệm là lấy nước tiểu để kiểm tra, mà tốt nhất là chúng ta nên soi bằng bàng quang, soi từng ngõ ngách và để tránh cái bỏ sót tổn thương. Thì học về ung thư là chúng ta phải biết về cái phân độ giai đoạn, và có rất nhiều cái phân độ. Thì tùy theo hiệp hội Hoa Kỳ, hiệp hội châu Âu, hay là hiệp hội châu Á, hay là hiệp hội Việt Nam, thì người ta đưa ra những cái phân độ tùy theo cái mặt bệnh trên từng quốc gia. Thì chúng ta cũng nhưng chung chung lại, cái gì mà nó nhiều cái đưa lựa chọn quá thì có những cái nó tỏ ra là không có cái nào là nó vượt trội tuyệt đối. Nên nếu mà có cái gì đó mà vượt trội tuyệt đối thì người ta đã áp dụng nó rồi, do nó không vượt trội tuyệt đối so với những cái khác nên người ta mới đưa ra nhiều cái phân độ phân loại. Thế thì trong đó tới bây giờ thì về ung thư thì ở Việt Nam mình thôi, tôi đang nói ở Việt Nam thì chúng ta hay áp dụng cái phân độ TNM, đó là TNM, đó là T là tumor, N là hạch, và M là metastasis, đó là di căn đó. Thế thì người ta phân độ thế này, đây là một cái hình ảnh để chúng ta thấy. Chứ mình bây giờ chừng nói T1, T2, T3 thế nào thì sẽ rất là khó nhớ. Mình học và chúng ta thấy hình ảnh thì nó rất là dễ nhớ. Như vậy giờ TA là cái u có trống là niêm mạc. T1A nó xâm lấn nhưng mà chưa qua mạng đáy. T1B nó xâm lấn mạng đáy mà chưa tới lớp cơ. T2 là nó xâm lấn tới lớp cơ. T3 là xâm lấn là ra bên ngoài, và T4 là càng xa, là nghĩa là ra khỏi bàng quang rồi đó. Thế thì nhìn vào cái hình này thì chúng ta rất là dễ nhớ. Chứ còn nếu như mà cứ đọc 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 như vậy, còn hạch thì N0 là chưa di căn, mà N1 là di căn rồi, di hạch rồi, và M0 là chưa di căn tới cơ quan khác, còn M1 là đã di căn xa. Đấy, chúng ta nhớ như vậy cho đơn giản, dễ nhớ nhất. Đấy, thì chúng ta nhớ cái hình này thì chúng ta rất là nhớ. Đấy, thì T thì nó muốn T, T từ T1A, T1B, T2, T3, T4. Như vậy thì chúng ta rất là dễ nhớ. Tại vì khi mà làm bệnh án, khi mà thi cử hoặc là khi mà chúng ta qua phẫu thuật thực hành thì nó không phải giống lý thuyết, mà chúng ta phải làm cái gì đó ngắn gọn, rõ ràng và dễ nhớ nhất. Và khi ghi hồ sơ cho nó ấy, chúng ta chỉ cần nhớ như vậy để chúng ta ghi hồ sơ, là chúng ta chỉ nói T3 là người ta biết là cái u nó ra là ra tới lớp ngoài của bàng quang, là người ta nói T2 chúng ta là cái u nó ăn khích thành bàng quang nhưng mà nó chưa xâm lấn rằng đây. Đây đây thì một cái hình ảnh một cái thành bàng quang để cho chúng ta thấy. Đấy, thì đây là chúng ta nguyên cái hình ảnh này để chúng ta chỉ rất dễ hình dung. Đó thì đó là về cái phẫu độ. Bây giờ về điều trị thì điều trị thì nó có mấy cái tại vì nó là ung thư tế bào chuyển tiếp nên là nó có rất nhiều thứ để chúng ta phải nói. Thế thì đầu tiên đó là về, đây là bài lý về ngoại khoa, thì đầu tiên chúng tôi sẽ nói về nội khoa. Với những cái u mà gọi là u nông, có nghĩa là từ T1, T1, tức là gọi là người ta gọi là u nông T1, T1 có T1A, T1 á, B đó gọi là u nông. Với những u nông này thì cái phương pháp can thiệp đó là chúng ta
cắt đốt nội soi là chúng ta sẽ dùng cái máy nội soi, chúng ta sẽ khoét à, cái lớp niêm mạc này đi, à, khoét cái lớp niêm mạc này đi, lấy bỏ u. Thì sau đó là cái lớp u nông. Thì chúng ta biết là khi phần này cơ bản tôi đã nói là cái u nông là nó rất là cái u nông rất dễ di là tái phát. Như vậy ngoài cái chuyện lấy đi cái khối u trong bàng quang thì những cái phương pháp hỗ trợ theo sau à, làm sao cho cái thời gian tái phát của u này nó kéo dài ra, ví dụ như là họ nói là 1 năm sau tái phát, bây giờ chúng ta nhìn những cái phương pháp can thiệp nào đó à, để cho cái thời gian nó sẽ là 2 năm 3 năm để hạn chế cái thời gian bệnh nhân nhập viện lại, và thứ hai là hạn chế tế bào u xuất hiện lại. Như vậy thì sau khi giải quyết u nông này á, thì cái lâm sàng người ta có nhiều thứ. Đầu tiên đó là người ta bơm cái hóa chất vào trong bàng quang để tiêu diệt. Khi chúng ta mổ chúng ta cắt thì cái tế bào ung thư nó sẽ lan ra trong niêm mạc bàng quang, trong nước tiểu. Như vậy thì sau khi mổ người ta nói là khoảng 1 tuần là chúng ta phải bơm hóa chất vào để tiêu diệt tất cả những cái tế bào ung thư nó rơi vãi, hoặc là những cái tế bào mà vẫn còn sót lại khi chúng ta cắt chưa hết thì để cho nó kéo dài. Còn thời gian bơm hóa chất như thế nào Dạ. thì mời người ta bơm hóa chất là người ta hẹn bệnh nhân vào viện bơm hóa chất 1 tuần 1 lần. Như vậy là trong hóa chất bằng quang thì người ta sẽ bơm 9 lần cách nhau 1 tuần. Như vậy là hồ sơ vẫn cứ lưu lại, bơm xong bệnh nhân đi tiểu xong và chúng ta đặt sinh tiểu, chúng ta bơm thuốc vào trong bằng quang và sau đó bệnh nhân đến đã tầm khoảng 1 hoặc 2 tiếng đồng hồ, sau đó bệnh nhân đi tiểu xong là chúng ta theo dõi một thời gian tiếng vào tiếng sau, nếu không có tài biến vấn gì chúng ta cho bệnh nhân đi về và tuần sau bệnh nhân lại vào nhập viện và cứ tiếp tục như vậy hàng 9 đợt để cho nó hạn chế cái sự tái phát của u. Cái thứ hai nữa là ung thư về cái lớp sau khi mà nó đã từ T2, T3 và T4 thì với những cái u này người ta gọi là u bằng quang xâm lấn. Thì cái chuyện u bằng quang xâm lấn thì gần như cái chuyện mà cắt đốt nội soi nó không còn giá trị nữa, vì khi chúng ta cắt nó không hết được, nếu chúng ta cắt hết thì sẽ thủng bằng quang. Như vậy thì phương án ở bệnh nhân này là chúng ta phải cắt bỏ bằng quang toàn bộ. Nhưng mà bằng quang là một cái tạng nó chứa nước tiểu, và bây giờ chúng ta cắt bỏ bằng quang là chúng ta cắt ở đây này, chỗ hai đường quản này này, hai đường quản này cắt ở đây, hai đường quản cổ này. Như vậy thì khi chúng ta lấy bằng quang đi rồi thì bệnh nhân đi điểm thế nào? Như vậy là có hai cái hướng. Thứ nhất là khi cắt bằng quang rồi thì chúng ta kéo hai niệu quản ra hai thành hông, hai niệu quản này chúng ta đưa ra ở vùng có chậu phải, cái niệu quản đưa ra hướng chậu trái, và như vậy là đặt hai sống vào trong lòng niệu quản này, là nước tiểu từ thận chảy xuống ra ngoài. Cái phương án thứ hai là chúng ta sẽ tạo hình lại bằng quang này. Thế thì ở trong cơ thể thì người ta thấy là chỉ có cái tạng ruột là một tạng rỗng, là nó gần gần tương tự bằng quang, thì người ta sẽ lấy cái một đoạn ruột non khoảng 60 cm, người ta sẽ dọc hết và người ta sẽ cuốn lại tạo thành một cái khối tròn, và một đầu người ta đưa xuống dưới nối bằng quang và một cái đầu ở đây là người ta đưa vào nối hai điện thoại, và sau đó là cái bằng quang nó trở thành là à, cái ruột nó mà chúng ta phân lập á, trở thành cái bằng quang và hai cái đầu ruột mà chúng ta cắt ra ở đây chúng ta sẽ nối lại với nhau. Như vậy là một cái phẫu thuật mà vừa cắt bằng quang vừa cắt ruột, và đây là một phẫu thuật rất là nặng nề, thời gian làm rất là lâu, thì ai mà làm nhanh nhất nó cũng phải 6 tiếng đó. Thì như vậy là để làm được cái phẫu thuật này thì chúng ta phải đánh giá bệnh nhân cơ thể đại bệnh nhân thế nào, người ta có còn để chịu đựng được với cuộc gây mê dài như vậy hay không. Nên, thứ hai là cái dữ liệu của bệnh nhân có sống quá được 5 năm không. Nếu như một bệnh nhân là 80-90 tuổi rồi mà chúng ta làm một phẫu thuật này thì nó quá nặng nề. Bởi vậy là học thì là như thế, phác đồ là như thế, nhưng mà không phải là chúng ta cứ đem phác đồ và chúng ta áp dụng tất cả bệnh nhân là nó không đúng. Là bởi vì vậy chúng ta phải cá nhân hóa điều trị và tính từng bệnh nhân một. Nên loại là chúng ta đừng bao giờ thắc mắc của đang dạy thì lý thuyết thì thế nhưng mà làm thì nó không giống thế, thì tây bệnh nhân đó nó không cho phép cái áp dụng chuẩn được, mà nó phải modify, nó phải cải tiến, nó phải thay đổi tây bệnh nhân đó cho nó phù hợp với cái bệnh nhân đó. Tôi ví dụ như bệnh tăng sinh là tính tiền liệt, là người ta nói là ưu tiên điều trị nội khoa là chúng ta dùng thuốc,
Nhưng mà với một ông già 70-80 tuổi ở vùng ở đây Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng cách đây gần 30 cây số, thế thì một tuần ông đi xuống đây ông lấy thuốc thì quá khổ cho ông đi. Nhưng mà bảo hiểm quy định rồi, mỗi lần đi nhận thuốc rồi có mặt bệnh nhân, không có mặt bệnh nhân là không được phát. Nhưng mà nếu bệnh nhân nói mà chúng ta áp dụng một pháp trị nội thì khác gì mà hành hạ bệnh nhân. Nhưng mà là những bệnh nhân chúng ta nên mổ cho tốt để chúng ta giải quyết cho họ. Thì đối với bạn là khi học thì chúng ta học như vậy, nhưng mà khi đi làm nó là tùy theo cái trình độ của mình này, sự hiểu biết của mình này, trang thiết bị của cơ sở mình làm này, cái chứng cái gọi là cái nó gọi là gì? Cái hạng của mình này. Ví dụ như là mình thì hạng một là khác, mình hạng đặc biệt là khác, hạng hai là khác, hạng ba khác, có những cái mình làm được. Nhưng mà ví dụ như có những mổ, ví dụ như cái thợ xương rất là dễ, xương gãy thì đưa một lỗ hai đầu gãy xong bắt đẹp vào xong, nhưng mà ngược lại ở tuyến huyện là không làm được, cái hạng nó không làm được. Đấy, ví dụ vậy. Vô mắt. Đấy, nên như vậy là chúng ta sẽ hiểu được cái tầm quan trọng của chuyện cá nhân hóa điều trị. Đấy, thì tay bệnh nhân này cũng vậy. Thế thì khi hồi nãy tôi đang nói tiếp cái chỗ là để hạn chế tái phát thì chúng tôi sẽ bơm cái hóa chất vào trong cái lòng bàng quang để giảm tái phát. Thế thì trong một thời gian dài người ta làm bơm hóa chất thì người ta mới phát hiện ra, tình cờ người ta phát hiện là người ta có thể là sử dụng một cái chất đó là cái BCG, là cái một cái vaccine mà chủng lao. Thế thì người ta lấy cái vaccine này nè, người ta bơm vào trong bàng quang. Thì người ta vẫn thấy là nó có hiệu quả tương tự với hóa chất. Nhưng mà hóa chất là nó độc hại hơn, nên vì vậy là sau này những cái nghiên cứu mà người ta thường hay là bơm cái BCD. Và chúng ta biết BCD là gì? BCD là một cái vaccine, là một con vi khuẩn lao á, mà vi khuẩn lao sống, mà người ta đã làm nó mất động lực đi, và sống là chủng vào trong cơ thể mình đó, là khi người ta đưa vào thì cái kháng thể nó sẽ tạo ra một kháng thể bảo vệ chống lại con vi khuẩn lao, và sau này chúng ta bị lao, bị lao xâm nhập vào thì có kháng thể nó là chống lại. Đấy. Thế thì cái BCD này khi người ta đưa vào trong bàng quang để người ta bơm á, người ta thấy cái hiệu quả nó cũng khá tốt. Ngoài ra với những cái ung thư mà nó đã lên giai đoạn mà xâm lấn rồi đó, sâu đó, thì ngoài cái chuyện phẫu thuật thì người ta cũng đặt vấn đề đó là xạ trị. Tức thì ngoài cái chuyện mà xạ trị thì người ta làm để làm gì? Người ta dùng một cái tia người ta chiếu vào những vùng tổn thương đó, làm cho cái vùng tổn thương đó nó bị tiêu diệt bởi cái tia chỉ, tia xạ trị là tia. Thì đây là một vài cái hình ảnh. Đó thì đây là một cái u mà nó có cái cuốn dài, và đây là cái máy cắt của nội soi. Đây, chúng ta sẽ khoét vùng này. Đấy. Rồi, thế thì trong cái mổ u mà nông á, thì người ta là dùng nội soi. Nhưng với những cái u mà nó có một cái nguyên nhân ung thư mà người ta thấy nó có một cái nguyên nhân đó là tồn tại một cái ống niệu rốn, thì chúng ta biết là khi chúng ta sinh ra là giữa bàng quang và rốn nó thông nhau. Đây. Thế thì khi sinh ra đó thì cái ống nó teo, nó thành đường dây gằng rốn giữa bàng quang. Thế thì một vài nguyên nhân nào đó thì cái dây đó nó không đóng được, thì gọi là tồn tại ống niệu rốn, và nước tiểu nó sẽ chảy ra rốn và gây nhiễm trùng và thậm chí gây viêm nhiễm. Nếu như trường hợp đó chúng ta, người ta nghiên cứu người ta thấy là nếu chúng ta mà không điều trị được á, nếu chúng ta không giải quyết được ống niệu rốn thì bệnh nhân có thể là sau này sẽ bị ung thư bàng quang, ung thư dây niệu rốn. Thế thì trong những trường hợp đó thì người ta đề nghị là chúng ta không cắt nội soi được, tại vì chúng ta đâu giải quyết được, là chúng ta phải mổ hở và chúng ta cắt quét đi một cái vùng bàng quang quanh cái ống niệu rốn đó đi, lấy luôn cái dây niệu rốn lên thành rốn và chúng ta khâu lại, thì gọi là cắt u và cắt một phần bàng quang, thì gọi là cắt bàng quang ba phần. Còn cái mà bàng quang mà chúng ta cắt
toàn bộ rồi tạo hình thì người ta gọi là các màu quang toàn phần. Thế thì đây là cái các màu quang toàn bộ như nãy tôi đã nói rồi. Và chúng ta đây, chúng ta thấy cái ruột đây không? Và chúng ta phân làm một cái đoạn ruột và đưa xuống đây để chúng ta làm. Rồi xạ trị tôi đã nói rồi. Thế thì những cái thuốc mà để bơm bồ bằng quang thì có rất nhiều thuốc. Cái đó thì để nên khi nào bác học của các bạn học cái chuyên ngành về ung bướu đi, thì để cho các bác nói, thì trong đó có mấy thuốc như metotrexate rồi đó thì hoặc là cisplatin rồi gentamicin rồi đó. Thì đó là những cái thuốc mà em cô bác rồi đó, nhưng nó để cho các ung thư nó chạy. Rồi thế thì ngoại khoa thì chúng ta liên quan tới cái gì mà liên quan tới ngoại khoa thôi, là chúng ta phải biết đó là cái tái thai, là chúng ta phải nhớ như vậy, là chúng ta phải hẹn theo dõi định kỳ 3 tháng 3 tháng 3 tháng 3 tháng đó, chúng ta theo dõi. Cái thứ hai là chúng ta phải biết được những cái biến chứng của cái ung thư quang, mà cái biến chứng đáng sợ mà tất cả các phẫu thuật viên trong ngành khoa sợ đó là biến chứng xuất huyết. Khi mà u đã lan hết vào bàng quang rồi là nó xuất huyết đầy bàng quang, và chúng ta biết là khi nước tiểu lên thận xuống rồi máu ở trong bàng quang nữa, làm cho bệnh nhân căng tiểu. Đấy. Và bệnh nhân cứ la mãi thôi, chúng ta la mãi và chúng ta biết là máu đông nó làm một cái huyết như vậy, làm sao chúng ta lấy qua đường niệu đạo cho được. Đấy. Thì chúng ta đặt xuống tiểu, chúng ta hút hút ra được ít nước tiểu xong bệnh nhân lại đau. Nếu chẳng may ngày nào mà xui mà gặp những bệnh nhân như vậy mà vào viện là coi như là đêm đó gọi là không ngủ, không ngủ đấy. Mà chúng ta biết là mổ ra mà để mà giải quyết cái cầm máu cả bàng quang như vậy, chỗ nào mà cầm kiểu nào đốt kiểu nào, chỗ nào nó không chảy. Vậy là sau này thì trong cái can thiệp những cái này có những cái bước tiến mới. Thì trước đây thì khi mà cái ngành đến đây mà nó chưa phát triển á, thì với những cái xuất huyết như vậy thì người ta sẽ làm sao, người ta sẽ thắt cái động mạch và để nuôi máu cho bằng quang, thì đó là cái động mạch chậu trong, người ta sẽ thắt động mạch chậu trong hai bên làm cho máu tới cái nuôi cái bằng quang nó ít đi. Thế thì chúng ta biết là cái động mạch chậu trong nó cũng khá lớn, nó bằng tương đương với cỡ khoảng ngón tay út của mình. Như vậy thì không chỉ là nó chi phối bằng quang mà còn chi phối cho cả trực tràng giữa, trực tràng dưới rồi tiền tuyến nữa. Như vậy thì chúng ta thắt rồi nó một phần nó chi phối cho cơ mông nữa, rồi chúng ta thắt thì bệnh nhân này sau này bị teo cơ mông hoặc là teo trực tràng đó. Nhưng mà đánh đổi lại là chúng ta mới cầm máu được. Như vậy thì sau này vì những cái biến chứng của cái thắt động mạch trung tâm nó nặng nề, nên cái phát có một cái phát hiện của phát triển của ngành data đó là người ta can thiệp động mạch, người ta sẽ đưa cái ống soi mà bằng cái như cỡ cũng như nó lớn hơn sợi tóc một tí, xong người ta đi theo cái động mạch đùi gọi là gai quay đó, người ta đi vào trong cái động mạch đùi xong rồi người ta đi vào động mạch chậu trong, rồi người ta tìm, người ta đứng ở đó, người ta sẽ bơm cái thuốc cản quang vào, người ta thấy cái thuốc cản quang nó chạy tới tập trung ở nơi cái những cái nhánh mà tập trung mà chi phối bằng quang, thì ở nhánh đó người ta sẽ bắt đầu bơm những cái chất sổm ren, nhưng mà sổm sốt chắc là y chang sốt này, khi nó gặp máu và nước nó sẽ nở ra. Thì chúng ta biết rồi, cái mạch máu là có xu hướng càng ngày càng nhỏ, như vậy là chúng ta đứng ở nơi gốc mà chúng ta thả cái đó ra thì cái vùng đây nó sẽ vào, nó gây tắc tất cả, nhưng mà cái thời gian nó cũng duy trì được 1-2 năm thôi, sau đó những cái nhánh khác nó lại tăng sinh lại trong một lý ung thư mà có tăng sinh mạch, như vậy nó lại xuất huyết tiếp. Thế thì đó là cái một cái lý do thứ nhất, một cái vòng luẩn quẩn ở bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân giai đoạn cuối làm cho chúng ta rất là khó xử. Cái thứ hai là với những cái u bằng quang mà xâm lấn thì ngoài chuyện phẫu thuật thì người ta mới đề xuất tiếp một nữa đó là xạ trị. Thì khi người ta chiếu cái tia xạ trị, người ta sẽ che lại, người ta dùng chì để người ta che lại những vùng mà không không có xạ, đó thì chủ yếu là xạ vùng bàng quang. Và chúng ta biết thì mỗi bệnh lý
mà chúng ta hay nghe viêm bàng quang do xạ trị, một cái bệnh lý là cực kỳ đau đầu, là nó gây viêm bàng quang, là nó gây xuất huyết mãi luôn, xuất huyết mãi truyền máu vào, rồi được vài bữa chảy máu lại hết, truyền máu vào, nó làm một cái lần vòng lẫn quẩn rất chi là khổ sở cho bệnh nhân, đặc biệt đó là cái xuất huyết bàng quang, một cái biến chứng mà rất là gây khó xử cho cả phẫu thuật viên và cũng như người bệnh. Thế thì đó là về những cái khó khăn về tiên lượng thì như tôi đã nói rồi nè. Thế thì với những cái bàng quang nông á, tiên lượng thì tốt, tôi thấy là tỷ lệ sống sau 5 năm á, là gần như 80 tới 100%. Như vậy là vì vậy nên chúng ta phải cố gắng phải sớm. Đấy. Thế thì khi mà phát hiện sớm thì ngoài cái chuyện là mình có triệu chứng khám bệnh thì chúng ta phải dựa vào những cái khám sàng lọc, ví dụ như là người ta khám sức khỏe định kỳ của công ty thì tốt nhất cũng nên siêu âm quẩn bằng quang tới thận để chúng ta tránh được. Với những cái T2, T3 và T4 thì cái thời gian sống còn sau 5 năm sẽ giảm dần và thậm chí là nó xuống tới 0%. Đấy. Như vậy thì chúng ta dựa vào đó mà chúng ta để đưa ra những cái tiên lượng. Đó thì đây là cái bài về ung thư bàng quang, đó là về mặt chia sẻ về lý thuyết thì nó sẽ còn rất là nhiều để mà nói cho nó ấy, thì đây là một loại gọi là cơ bản thôi, với nơi trình độ là các bạn là Y5 tôi chỉ nói những cái gọi là cơ bản nhất. Đó thì trong quá trình thực hành lâm sàng, trong quá trình chúng ta đi làm bệnh án để thi thì chúng ta sẽ gặp từng bệnh nhân có những cái khúc mắc thì chúng ta sẽ vô an và chúng ta sẽ giải thích. Thế thì tôi cũng đã thông báo thì mình là chiều đi dạy về ung thư bàng quang. Như vậy là bây giờ thì là nãy giờ là tôi trình bày cũng khá ngắn gọn và cơ bản nhất, gọi là những cơ bản nhất. Thế thì phần bây giờ là còn lại với ta tôi trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Bây giờ các bạn cứ bật mic lên để trao đổi. Cái nói bị bác Alo, em đó không nghe gì hả? Sao không nghe? Chứ là nó có vấn đề gì chỗ này, chờ thầy thấy không? Alo, chờ chờ thầy, thầy mang cái tai nghe thầy coi không nghe nữa, chờ 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 thầy thấy. Alo, có em nghe không? Nghe rồi thầy. Rồi có bạn nào hỏi đi, nãy giờ không nghe gì cả, do những cái mà trục trặc gì cái đường truyền không nghe gì cả. Dạ, cho em hỏi là cái mà nối niệu quản, cái phẫu thuật mà nối niệu quản với ruột á, thì mình cắt toàn bộ bàng quang thì có cắt luôn cái cơ ở cổ bàng quang hay không? Thì nếu cắt xong thì bệnh nhân sau này là bệnh nhân đi tiểu thì nó có khác gì bình thường không? Thế thì chắc là cứ hỏi thì trả ra lời thôi, nó tiện. Thế thì chúng ta biết là chúng ta khi chúng ta cắt bàng quang là chúng ta phải cắt luôn cái cổ bàng quang, rồi chúng ta cắt tới cái phần tùy là tiếng nối vào niệu đạo, chỉ còn niệu đạo thôi. Thứ hai, sau khi chúng ta tạo hình xong là chúng ta lấy cái ruột chúng ta nối vào niệu đạo. Nhưng mà chúng ta biết là cái ruột nó cũng tác dụng co bóp, chứ nó không phải là nó không co bóp.
À, nhưng mà nó cái co bóp của ruột á, nó không mạnh như co bóp bàng quang được, tại vì cái thành bàng quang rất là dài, còn thành ruột rất là mỏng. Như vậy thường á, thì ở bệnh nhân, những bệnh nhân này sau khi mổ á, tại vì không còn cái cổ bàng quang nữa, nên là nước tiểu nó cũng không bị giữ lại như cái cổ bàng quang đóng kín như ban đầu được. Như vậy nên những bệnh nhân này có thể là người ta sẽ bị xoắn tiểu, yếu tố thứ nhất, nên là nước tiểu nó sẽ tự chảy ra. Mình những bệnh nhân nào phải mang bino, giống như người mà tiểu không kiểm soát vậy. Cái thứ hai, nếu như chẳng may mà cái chỗ chúng ta khâu mà nó bệnh nhân có thể là kiểm soát được nước tiểu, nếu như những người này mà kiểm soát được nước tiểu thì thường đó là họ lại rất khó khăn trong chuyện đi tiểu, tại vì cái ruột nó đâu có bóp mạnh như bằng qua để tống đi ra ngoài. Như vậy thì ở những bệnh nhân này đây, tiểu là chủ yếu là dựa vào cái áp lực của bụng. Như vậy thì áp lực bụng khi chúng ta rặn thì cái cơ hoành nó sẽ hạ xuống và nó làm cho tác động lên cái bàng quang của chúng ta để tống xuống nước tiểu ra ngoài. Thế thì khi cái áp lực ở bụng nó để chúng ta rặn không thì nó cũng chưa đủ, thì chúng ta có một thủ thuật mà khi bệnh nhân mà đã rút xong tiểu rồi, chúng ta sẽ hướng dẫn bệnh nhân, đó là mỗi lần đi tiểu như vậy là bệnh nhân sẽ lấy tay đè vào vùng bụng để tăng áp lực ở đặc biệt là vùng bụng dưới để tăng áp lực để tống tiểu ra ngoài. Thế thì khi chúng ta hướng dẫn bệnh nhân làm động tác đó, nó có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nước tiểu có thể tống ra ngoài nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng ngược lại thì nó cũng có thể là từ bộ quan chạy ngược lên điều quản lên hai thận. Như vậy với những bệnh nhân này thì thường là sau mỗi một thời gian nó có hay bị nói là hiện tượng nó là trào ngược bàng quang điều quản. Như vậy là bệnh nhân sẽ bị suy thận, rồi bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng niệu, bệnh nhân sẽ thành ứ dịch đó. Vậy thì tất nhiên trong cái bệnh lý ung thư đó, thì đó là những cái giải pháp tuy là để kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân, nhưng ngược lại nó đánh đổi lại những cái chất lượng sống là thường nó rất là kém. Thì trong những cái khó chịu hoặc là những cái gì mà đánh đổi thì chúng ta chọn cái mà nó dễ chịu hơn. Dạ em cảm ơn ạ. Các bạn khác, ngày xưa mấy bữa là thấy ở chỗ này có cái bảng câu hỏi, cái bảng mà chat mà hôm nay không thấy à, hôm nay không thấy cái bảng chat rồi. Các bạn nào có câu hỏi thì cứ hỏi thôi. Thầy chẳng hỏi lên này, thầy nói giai đoạn thứ hai là mình phải cắt cái băng quáng của thầy, cắt lọc luôn á. Thì giai đoạn thứ hai nó sống lượng từ lực cơ, tại sao mình cắt lực cơ rồi mình không cái con lại? Tại vì thế thì người ta thấy thế này, khi mà nó đã xâm lấn tới lớp cơ á, tại vì chúng ta biết bàng quang có hai lớp cơ, đó là cơ vòng trong và cơ dọc ngoài. Như vậy thì giữa hai hai lớp cơ nó đan nhau, em cứ tưởng tượng là em lấy cái năm bốn ngón tay của em á, hai bàn tay em chồng lại nhau, chồng lên chưa, chồng lên đi. Như vậy thì cái chỗ mà hai cái ngón tay mà nó bắt chéo nhau thì chỗ nó rất là dài, nhưng mà giữa hai cái đốt tay dưới và hai đốt tay này chúng ta thấy có những khoảng trống không, chúng ta đang rỗ vậy đó. Thì cái chỗ mà cơ dài á, nếu mà cơ mà nó ăn mà chỗ phần cơ dài á, thì chúng ta có thể phát được, nhưng mà cái chỗ mà thiếu khuyết cơ giữa cơ một và trong cái chỗ mà lâu này nó trở thành cái mà là cái túi thừa bằng quang hay là những cái hốc ở trong bằng quang á, thì chỗ đó lại thiếu hẳn hai lớp cơ đấy. Như vậy khi chúng ta cắt thì có khả năng là chúng ta sẽ làm thổn thương thủng bằng quang, tại vì chúng ta nếu chúng ta cắt không hết thì chúng ta để lại thì nó tổ chức ung thư nó coi như cái cuộc mổ của mình nhưng mà nó không có giá trị gì cả. Cái thứ hai là nếu như đó là về phẫu thuật nội soi, còn như chúng ta phẫu thuật về mổ hở là người ta khuyên chúng ta cắt bàng quang bán thần, nhưng mà chúng ta biết rồi cái bàng quang chúng ta bao bọc xung quanh bởi rất nhiều cái tổ chức, chỉ có một cái phần lỏng lẻo đó là cái đôm đó, người ta gọi là đôm đó, là cái phần mà nó có cái lớp phúc mạc ở trên. Nó phủ lên trên thôi đó, là phần mà giao tiếp với ruột ở trên đó. Thế thì u bằng quang lại không xảy ra ở cái vùng tự do đó, ít khi lắm, rất ít luôn, mà nó lại luôn luôn nó xảy ra ở vùng quanh 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 cái chân niệu quản, chủ yếu là ở vùng quanh 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 hai cái chỗ cái tam giác bằng quang thôi. Tại vì nó liên quan tới cái tế bào chuyển tiếp từ trên niệu quản xuống. Như vậy ở vùng đó thì chúng ta không thể nào mà mổ hở và khoét cắt bằng quang bán phần ở đâu đó được, cắt thì cắt luôn niệu quản vứt, rồi niệu quản vứt đi đâu, và chúng ta cắt ra phía sau đó cũng không được.
nó rất là nhiều mạch máu nó nằm ở phía sau đó, chúng ta không thể nào chúng ta cắt được đấy. Nên là cái phẫu thuật nó thì chúng ta không, trong cái ung thư bàng quang thì cái bắt bằng cắt bằng quang bán phần thì chỉ định rất là nhỏ hẹp, tại vì cái nằm ở cái vùng đôm đó, là nó ít xảy ra lắm, và nó có thì chúng ta mới cắt, nhưng mà nó không xảy ra, nó chủ yếu là xảy ra ở vùng tai giác bàng quang, mà đã xuyên qua lớp cơ rồi thì chúng ta hình như là chúng ta không khoét được. Nếu như bây giờ trừ mà em khoét cho bay hết lớp cơ ở chỗ cái lỗ niệu quản thì em bợ luôn niệu quản rồi, thì niệu quản tụt lên trên, cái nước tiểu nó xì ra làm sao giải quyết được, rất là khó. Như vậy là thường là chúng ta phải cắt luôn bằng quang, mà chuyển lưu nước tiểu có nhiều cách, bằng bằng quang tân tạo hoặc là đi niệu quản ra da. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, thầy ơi cho em hỏi là đối với siêu âm lên đối với cái ô bàng quang mà T1, TA, T1 thì mình siêu âm mình thấy không này? Thấy ấy là thấy 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 không hay là có trường hợp bỏ sót không mình? Chúng ta phải biết thế này nè, cái siêu âm là một trong những cái xét nghiệm mà nó mang tính chất chủ quan nhiều nhất. Thế thì em hỏi câu hỏi đó thì thầy cũng không phải là bác sĩ siêu âm thì sẽ không trả lời em được cái đó, nhưng mà thầy nói trên quan điểm về khách quan thôi, không chê ai thấy mà cũng không khen ai cả, thầy nói rất chi là khách quan. Nhất á, là cái bàng quang là chúng ta khi biết là một cái tạng rỗng và thành nó rất là mỏng, khi nó căng ra thì nó khi nó căng ra thì nó thành giống như cái miệng ly thôi. Như vậy thì bây giờ thì nếu có một cái u thì chắc chắn ở trong cái thành đó thì sẽ có cái chỗ nó sẽ dày lên. Thế thì khi em muốn siêu âm bàng quang thì em phải dặn bệnh nhân nhìn tiểu ít nhất là 1 tiếng đồng hồ để cho cái bàng quang căng lên, và em đưa đầu dò vào thì em sẽ thấy tất cả những cái gì ở trong cái bàng quang, tại vì nó cái phổ siêu âm nó trần sát ở ngoài da bụng mà. Như vậy thì với những cái u mà đã có nhu nhú lên khỏi cái niêm mạc thì chắc chắn phải thấy nhưng mà trừ tôi nói như vậy thì mấy ông siêu âm mà không chịu, ông kêu dễ chi bác nói đó thôi chứ bác nhìn chứ nhiều lúc cũng khó, nhưng đó là cái cách để người ta bảo vệ mình. Tại vì người ta ví dụ như là nếu như một ngày mà chúng ta chỉ siêu âm ở khoảng 20 ca bệnh trở lại thì chúng ta làm sẽ rất là kỹ, chúng ta đi từ từ, chúng ta kéo đầu dò từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ không bỏ sót. Nhưng chúng ta biết rồi, ở bệnh viện ví dụ như ở Đà Nẵng thì có hai cái, có tất cả là 4 cái máy siêu âm, mà trong đó có 2 cái máy siêu âm đó là phục vụ cho phòng khám, mà một ngày lượng khám ở bệnh viện Đà Nẵng là những thời kỳ cao điểm đó, tôi đang nói những lúc cao điểm là 2.800 bệnh nhân. Mà các em thấy là có bệnh nhân nào đi khám bệnh mà không có siêu âm không? Như vậy thì một ngày họ làm bao nhiêu ca siêu âm? Nếu thì họ siêu âm hiểu sao? Cái hoàn cảnh nó như thế mà, ở nước ngoài người ta đâu có cho phép làm như vậy đâu. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình như thế mà. Tại tất cả luôn, hình như là tất cả cái bệnh viện ở trong cái ấy, thì bây giờ là nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố chủ quan, trình độ của người làm siêu âm. Người ta đọc sao mình hiểu vậy mà, tại vì mình đâu có trực tiếp coi đâu. Thế nhưng mình trực tiếp coi thì mình cũng biết, nhưng mà bây giờ thì người ta chỉ đưa kết quả xuống cho mình thấy thôi. Nhiều lúc là những cái lát cắt mà có bệnh lý người ta lại không cắt, người ta lại cắt vào những cái chỗ mà không thấy bệnh thì nhìn cái lát cắt thấy bình thường. Như vậy thì rất là khó. Như vậy thì theo mà như mình học á thì nó hình như là không bỏ sót được. Nếu chúng ta xem kỹ thì chúng ta sẽ không bỏ sót được, nhưng mà nói như vậy thì đụng chạm tới cái quyền lợi của bác sĩ siêu âm thì người ta sẽ không đồng ý, người ta sẽ không thể nào không bỏ sót. Thì đó là do từng người thôi đó, thì thầy chỉ nói trên cái quan điểm ấy thôi đó. Thì cái bạn IK17 hỏi là cắt bằng quang toàn bộ thì mình có cần cắt tiền tuyến không? Đó thì ở nam giới thì chúng ta đã nói rồi, hồi nãy là chúng ta cắt bằng quang toàn bộ là chúng ta cắt tới cái mổn niệu đạo, là nơi cái niệu đạo tiền tuyến nối luôn, là chúng ta chỉ còn niệu đạo là thôi, là chúng ta cắt bỏ luôn cả tiền tuyến. Rồi tử ở nữ thì chúng ta phải cắt tử cung rồi, tại vì nó cắn chúng ta không thể làm được. Tại vì cái tử cung nằm đó làm sao chúng ta rỉ cái ruột xuống mà chúng ta nối được, nó trở thành cái võng, nó treo mắc ruột cái ruột và cái bàng quang lên thì bệnh nhân đi tiểu được. Đứng trước một bệnh nhân từ 30 tới 50 tuổi không có bệnh kèm, thể trạng tốt, nếu có gia đình cắt bàng quang toàn phần giữa hai kiểu ứng phẫu thuật bàng quang tạo nhân tạo và đưa niệu quản ra da thì mình sẽ nhắc thế nào?
với những bệnh nhân 30 tuổi tới 50 tuổi cực kỳ khó. Cái câu hỏi này rất hay. Thì chúng ta đã vừa rồi đó là chúng ta có bạn nào làm cái bệnh nhân Nguyễn Tấn Ca đó, bệnh án bữa trước bệnh bệnh án đó, bệnh nhân này có 30 mấy tuổi thôi. Thì bây giờ trừ á là cuộc đời của cái người đàn ông á là nó cái bản chất của cái bản năng của người đàn ông nó cũng khá quan trọng. Nên là có nhiều người chúng ta giải thích người ta sống không có chất lượng thì người ta thà chết sướng hơn. Bởi vậy nhiều lúc người ta không có đồng ý làm những cái phẫu thuật nó nặng nề. Thế thì với những cái độ tuổi mà độ tuổi đang hoạt động tình dục này á thì chúng ta phải cực kỳ cân nhắc làm sao đó mà nó phải đảm bảo về cái quy trình điều trị. Chúng ta điều trị thế nào mà bệnh nhân phải kéo dài thời gian sống, nhưng mà chúng ta cũng phải đảm bảo được cái chất lượng cuộc sống. Thế người ta sống mà sống cực khổ quá thì các em biết rồi, khi chúng ta đưa niệu quản ra da thì chúng ta đúng là đeo hai cái bọc, thế thì chúng ta nằm biết chỗ chứ đi đâu được. Mà nước tiểu nó đâu phải là khi nào nó chảy vào bao, nó cũng xì ra bên ngoài, xì ra bên trong, mà đặc biệt là nước tiểu là rất là khai. Như vậy thì rất là khổ cho họ. Như vậy là với những bệnh nhân trẻ tuổi là chúng ta cố gắng làm cái gì đó mà nó bảo tồn được cái chức năng, nhưng mà nó cũng phải đảm bảo chúng ta phải cân nhắc lợi hại. Thì trong này thì thầy cũng thể khuyên em là nên làm cái là tạo hình bằng quang hay đưa niệu quản ra da được. Ví dụ như chúng ta tạo hình được đó, thì nước tiểu nó không xì ra ngoài, hoặc là bệnh nhân thì không có đeo ống nhiều. Nhưng ngược lại khi chúng ta làm như vậy thì bệnh nhân mất đi cái chức năng người đàn ông rồi, nhưng mà chúng ta đưa niệu quản ra da thì chức năng người đàn ông vẫn còn. Như vậy là nó sẽ dựa trên từng bệnh nhân chúng ta phải cân nhắc và để trao đổi với họ. Chứ còn trong cái câu hỏi này thì rất là rộng, để trả lời câu hỏi của em được thì khá rộng, không không thể chọn lựa được, nó phải tùy lên từng bệnh nhân, người ta đủ con có vợ có gia đình chưa, đời sống kinh tế ra làm sao đó, thì chúng ta mới lý do mà u bằng quang hay tái phát là gì. Thì chúng ta biết như hồi nãy chúng ta đã nói rồi là cái u bằng quang chủ yếu xảy ra tế bào trực tiếp, mà trong cái niêm mạc bằng quang á, là bởi lót được cái lớp mà lớp đầu tiên á, lớp mà lớp niêm mạc 95% đó là tế bào trực tiếp. Đấy. Còn tế bào vải thì rất là ít. Đấy. Nhưng mà thì trong những cái tế bào này nó có một hệ thống, nó có một cái nguồn gốc từ trung mô. Thường thường kỳ bào thai nó đi từ lót từ bể thận, nó lót xuống dưới niệu quản và nó lót luôn xuống dưới bằng quang và ra gần tới niệu đạo của bằng quang. Như vậy thì có chung một nguồn gốc. Như vậy thì khi nó xảy ra ở chỗ này thì nó sẽ có xu hướng là nó ăn 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 theo ăn theo ăn theo cái nguồn gốc của nó. Ví dụ như chúng ta thấy là cái vì sao mà bị một cái quai bị ở trên tuyến mang tai mà lại bị viêm tinh hoàn, thì tại vì cái tuyến mang tai á với cái tổ chức tinh hoàn nó tương tự nhau. Nên vì khi con virus nó vào trong máu rồi thì nó đi, như vậy thấy cái chỗ nào nó tá túc được thì nó tá túc hơn. Như vậy là từ từ tuyến mang tai nó xuống dưới ngay đi tinh hoàn. Có bạn hỏi vì sao là BCD. Các em nữa can thiệp trên màn hình thầy đọc cũng được. Vì sao chúng ta lại chống chỉ định trong tiểu máu đại thể? Thì chúng ta biết mà trong cái tiểu máu á, thì tiểu máu đại thể là khi chúng ta phải biết được là cái nguyên nhân mà cái đái máu đó là cái gì đó. Thì như nãy đã nói rồi, trong cái đái máu của bằng quang chúng ta có biết bao nhiêu thứ bệnh, chấn thương, ung thư thận, ung thư bằng quang, rồi lao bằng quang, lao niệu đạo, rồi lao thận, tất cả là nguyên rất là nhiều nguyên nhân. Như vậy thì chúng ta phải giải quyết hết tất cả những cái suy nghĩ đó đã, là cái tiểu máu này là cái gì đã, rồi khi chúng ta giải quyết hết rồi, nếu mà đó là cái tiểu máu trong thường quang chúng ta phải cắt bằng quang lại chứ, rồi chúng ta mới bơm BCD chứ.
Nếu mà bệnh nhân đang tiểu máu như vậy thì lỡ như bệnh nhân đang lao quần quon, chúng ta bơm BCD vào nó khác chỉ, nó không có giá trị. Các ô quần quon kèm nạo hạch thì nạo bao nhiêu hạch tại nơi nhúng hạch? Thế thì chúng ta biết rồi là ô quần quon là di di căn vào đâu, nó hạch chậu bẹn. Thì chủ yếu đó là chúng ta phải nạo hạch lên tới động chỗ đoạn chia động mạch chậu chủ, chủ và động mạch chậu trung, hai bên cánh đó chúng ta phải nạo hết, nạo lên tới luôn tới chỗ chia động mạch luôn, dọc theo cái nhóm hạch đó chúng ta sẽ nạo cho sạch luôn từ dưới động mạch chậu chỗ mà chia động mạch chậu chung này, chia ra hai động mạch chậu ngoài và chậu trong này, đó là cái chỗ ngã ba đó chúng ta phải nạo này, chúng ta nạo lên luôn động mạch chậu trung này, đầu chung chậu trung bên trái này, tới ngã ba của động mạch chủ này, ở bên phải chúng ta như vậy, chúng ta sẽ lấy hết nhóm hạch đó. Vì nếu chúng ta đã mổ các con toàn bộ mà chúng ta nạo hạch thì như thua, vì chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta mới giải được hạn chế được cái chuyện là tái phát sau này. Và bởi vì vậy nên là chúng ta biết là một cái phẫu thuật như vậy nó rất là dài, 6 thậm chí là nhiều, nếu mà làm mà không quen á chúng ta phải làm 8 tiếng 10 tiếng rồi. Bởi vậy thì chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân có đủ cái sức khỏe để chúng ta có thể là chịu đựng được cái cuộc phẫu thuật. Mình sử dụng một đoạn ruột để thay thế bằng quang thì lúc phẫu thuật đưa đoạn ruột thay thế bằng quang có lấy luôn mặt treo vào mặt máu được kèm không? Khi chúng ta lấy một đoạn ruột làm bằng quang là chúng ta gọi là, người ta không gọi là lấy đoạn ruột, đó là mình nói miệng với nhau, người ta gọi là phân lập một đoạn ruột. Cái từ phân lập là chúng ta đưa cái đoạn ruột nó ra làm một cấp, hay là gọi là đưa ra nó gọi là phân lập cái đoạn ruột nó ra, nhưng cái đoạn ruột nó vẫn thuộc về ruột, và nên vậy là chúng ta phải giữ cái mạch treo và giữ cái mạch máu nuôi, và thậm chí như chúng ta phải coi được là cái đoạn ruột chúng ta lấy là mạch treo phải dài nhất và cái mạch máu ở cái mạch treo ruột đó là phải to nhất, để khi chúng ta phân lập ra rồi thì để nó nuôi giống bằng quăng mà nó phải chấm thôi nếu mà quăng nó hoại tử. Và cái bằng cái mặt treo bằng quang nó phải dài để chúng ta đẩy cái bằng quang từ ở trên ruột này mà xuống dưới cổ niệu đạo của chúng ta nói được, thì nó điều kiện nó cái mặt treo nó phải dài, nhưng mà chúng ta phải bảo vệ cái mặt treo, bảo vệ cái mạch máu nó như là cái gì vậy? Là chúng ta phải cố gắng giữ nhẹ nhàng không rị mạnh và không được bóp tách mạnh, bóp tách mạnh nó sẽ làm tổn mạch máu mà cái bằng quang nó sẽ hoại tử và nước tiểu nó sẽ dò vào trong bụng gây viêm phúc mạc, mình phải tử vong. Trường hợp giai đoạn 1, 2 theo tên em giữa ung thư bằng quang nguyên phát và thứ phát từ một vị trí ung thư khác thì hướng xử lý khác nhau không? Gần đây thì người ta sẽ đưa ra một cái khái niệm đó là cắt lại, người ta gọi là cắt lại, tức như là với những cái u bằng quang trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 đó, với những cái vị trí mà chúng ta thấy là có thể cắt nội soi được thì chúng ta sẽ tiến hành cắt nội soi. Có những trường hợp là cắt quá nhiều, nhiều vị trí quá, chúng ta trong một lần phẫu thuật tiếng hồ 2 tiếng hồ chúng ta cắt hết, chúng ta cho bệnh nhân về vòng tiền phẫu, về hậu phẫu xong cho bệnh nhân tỉnh táo lại rồi xong chuyển lên bệnh phòng theo dõi 2 3 ngày sau rồi chuyển bệnh nhân xuống phòng mổ cắt tiếp. Đó thì đó là phẫu thuật cắt lại. Với những trường hợp mà u bằng quang mà thứ phát á, có nghĩa là chúng ta cắt ở vị trí này rồi nó qua vị trí khác thì chúng ta vẫn tiếp tục cắt, tại vì chúng ta biết là u bằng quang y giống như cái cây cỏ cú vậy, chúng ta cắt chỗ này nó xì chỗ khác, cắt chỗ này nó xì chỗ khác, thì vậy là cho phép chúng ta cắt lặp lại rất là nhiều lần, và thậm chí có nhiều lần cắt 7 lần 8 lần bình thường, nhưng mà tại vì nó là u nông và thứ hai là tuổi bệnh nhân trẻ, thì nếu bây giờ chúng ta làm những cái gì đó mà nó quá tay thì bây giờ thì nó có những cái xuất hiện như tên là over-diagnosis hoặc là over-treatment, là chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức, thì có những cái bệnh nhân là đáng là nhẹ nhàng, điều trị nhẹ nhàng thì chúng ta lại, nếu mà là
là dắt con dao sắt chuối mà đi đập con kiến kiểu vậy, nên là chúng ta phải tùy theo từng bệnh nhân một mà chúng ta chọn những cái kỹ thuật can thiệp nó phù hợp. Rồi có bạn nào hỏi gì nữa không? Rồi thì các bạn không hỏi nữa thì thôi mình nghỉ thôi. Rồi hẹn rất là tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi thế thì thôi mời các bạn. Nghỉ. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Rồi chào em.